xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại con nick level 70 ở server 216 các bạn. Thì hôm nay là đầu tuần thứ 2, cũng là 29 Tết nha. Thì hôm nay là mình vẫn sẽ tiếp tục video giải siêu cấp ha các bạn. Thì hôm nay là cuối năm rồi, mình sẽ chơi rực rỡ một cái giải siêu cấp luôn. Thì để xem là đầu tuần cũng như là cuối năm thì có bị ăn hành hay không nha các bạn. Ok, thì Cú vẫn sẽ sử dụng cho mình là combo wow búa, bét hô và cả ngọc xuyên giáp nha anh em. Thì hôm nay là mình sẽ mang cái set thần may mắn này để cho ok ha các bạn. Thì trước khi vào video thì Cú chúc tất cả các bạn là có một ngày Tết vui vẻ ha, cũng như là chuẩn bị sang năm mới rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ tập trung hơn. Thì ok, bây giờ là mình sẽ bắt đầu những cái trận đấu đầu tiên. Thì hiện tại là Cú vẫn đang không biết là ngày mai là có mốc nào khuyến mãi như mọi năm hay không. Thường thường thì mùng 1 là sẽ có những cái khuyến mãi. Thì nếu như mà anh em nào đang cần nạp mốc thì anh em cũng có thể liên hệ với Cú qua số điện thoại cũng như là Zalo duy nhất ở trên video. Và hiện tại thì ở bên Conic của Cú thì cũng còn khá là nhiều tầm trung. Thì hôm nay là mình sẽ feed rực rỡ cho các bạn luôn. Nếu như bạn anh em nào đang cần tìm nick để chơi Tết, đang cần tìm nick tầm trung hay là gì đó thì các bạn có thể liên hệ sang Zalo để mình tư vấn cũng như là cho các bạn tham khảo. Thì hôm nay là mình sẽ để giá mềm mềm một tí xíu cho anh em dễ chơi ha. Rồi ok, sẽ xả hết cuối năm luôn để sang năm thì mình sẽ về đợt nick mới cho các bạn. Hiện tại thì Cú cũng còn khoảng 3-4 con thôi chứ cũng không quá nhiều đâu mọi người. Cho nên là anh em nào đang cần tìm thì cứ liên hệ ha. Hiện tại mà phân khúc mà Cú đang còn nhiều là khoảng từ 1 triệu mấy cho đến là 3-4-5-6 triệu đổ lại ha anh em. Thì ok, mới trận đầu tiên mà bị lão táo bem cho sập đầu rồi các bạn. Thì nếu như mà anh em cần gì thì cứ liên hệ với mình ha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tập trung với giải siêu cấp đầu tuần đây các bạn ơi. Thì đây là một pha ném chai thứ hai. Và bây giờ là mình sẽ sử dụng một pha là cộng 2x350% sát thương. Thì pha này hên xui đó mọi người. Nếu may mắn thì mình chạy hạt nhân, còn không may mắn thì chắc thua ha. Thì ở đây Cú sử dụng cái combo này là lý do là hồi nãy anh Táo ảnh cũng đã sử dụng combo này nha mọi người. Cho nên là mình sử dụng lại từ xa thì Cú nghĩ là nó cũng không mang tính chất đào quá nhiều đâu. Thì ok, đây là một pha khá là may mắn của Cú khi mà nổ ngọc hạt nhân. Hên ghê ấy, mọi người, chứ pha chứ không trận đầu tiên là bay màu rồi. Bây giờ là đang giờ lão đi, tuy nhiên thì thôi bây giờ chúng ta cũng đi luôn các bạn ơi, hên xui ha. Chứ bây giờ mà không lẽ ngưng thì mất công, dù sao thì cũng đã ngồi quay video rồi. Né ảnh thì khi mà khi khác đi thì cũng gặp mấy lão tớp khác thôi. Nói chung quan trọng nhất của chúng ta đó chính là may mắn và về cái phần ngọc thôi hết các bạn. Rồi ok, bây giờ thì ảnh sử dụng cho mình là một pha băng kèm với đó là bia bơm nha các bạn. Thì ở trong cái giải siêu cấp hay là ở cái giải ngôi sao á thì nói chung là Cú sẽ ít sử dụng bia bơm lắm nha mọi người. Nhưng mà đối thủ nếu như mà sử dụng bia bơm thì những cái trận sau thì Cú cũng sẽ sử dụng bia bơm lại. Tại vì thường thường thì sẽ bắn bình thường cho nó vui. Bắn bình thường thì tuy là anh em đều bắn rất là chuẩn, nhưng mà nếu như các bạn chọn những cái vị trí mà khó có thể bắn được thì có thể là chúng ta cũng sẽ thoát nạn được. Nhưng mà đối thủ sử dụng bia bơm thì chúng ta cũng hơi bị cay ha. Cho nên là chúng ta cứ sử dụng lại nếu như mà đối thủ sử dụng bia bơm. Thôi toàn rồi, hơi bị gần quá anh em ơi. Không biết là có băng được hay không nữa đây. Ôi hơi nhẹ rồi. Biết ngay mà, hiện tại thì chúng ta đang bị băng vào cả hai đối thủ luôn rồi. Tức là cả đối thủ và cả chúng ta luôn ấy. Bây giờ thì ảnh tiếp tục tung ra một pha đam. Và kèm với đó là ngọc liên kích ha. Lão táo này thì như Cú đã chia sẻ cho anh em đó, thì nói chung là gặp ổng là kiểu như là mình bị thất thế ấy mọi người. Ổng cứ rít, ổng cứ chạy ngọc rất là kiểu như rất là sao sao ấy, kiểu như là mình khắc tinh của mình hay sao ấy. Gặp ổng là kêu như bằng là ôi rồi ôi, một pha ném hạt nhân đối thủ chỉ mất 2.000 máu mà bản thân chúng ta mất 30k máu cho pha rít hạt nhân các bạn. Cay nhờ, xui thế nhờ. Ok, bây giờ là Cú sẽ sử dụng một pha cộng 2x350% sát thương kèm với đó là khóa di chuyển của Bét Hu nha các bạn. Xuyên giáp. Tuy nhiên thì hôm nay xuyên giáp của chúng ta thì hình như là không có gây ra sát thương nhiều quá cho lão táo nhờ. Nó chỉ được 700 máu cho một tia như là những cái pha đam đầu thôi các bạn. Cay thế nhờ. Ủa rồi ôi, lại là phong ấn. Bởi vậy Cú nói là ảnh rất là đỏ nha mọi người.
vướng rồi các bạn ơi. Thôi xong, liên kết và cả thần báo luôn. Các bạn có thấy sự khủng khiếp của trại ngọc của lão Táo chưa? Cay thế nhở. Mình cảm giác là lão rất là hên luôn ấy. Kỳ nào mà không bãi, tức là ảnh vừa bắn chuẩn, ảnh vừa mạnh, là ảnh win là cái chắc ha. Có cơ hội win cao hơn cú là bình thường. Nhưng mà cái ở đây cú nói ảnh hên là tại sao? Là cảm giác như ảnh rất là may mắn về cái phần rig và chạy ngọc ấy. Cho nên là khi mà chúng ta đã vừa bắn và kỹ thuật của cú vừa yếu hơn ảnh, và cái thứ hai là nick của cú cũng yếu hơn ảnh, mà ảnh còn may mắn nữa, thì cái tỷ lệ chúng ta win hầu như là rất là thấp anh em ơi. Cho nên là khi mà gặp ổng á thì cứ bị thua sấp mặt luôn. Ôi toàn tiếp tục lại là Táo nữa rồi. Hôm nay là coi bộ là chắc là bị ăn táo xanh hơi bị nhiều cho mọi người. Ổng hành ra bả luôn, ra sinh tố luôn. Vẫn là cái combo hai băng và sau đó là skill nha anh em. Ôi lại là xuyên giáp và thần báo. Cứ nói đâu có sai đâu ha mọi người. Xuyên giáp của ảnh thì mỗi tia hình như là có tác dụng đối với chúng ta đấy. Thường thường thì chỉ khoảng 700, nhưng mà xuyên giáp thì nó lên tới 1k nha mọi người. Đấy rồi bây giờ là vừa bị khóa di chuyển, vừa bị phong ấn luôn. Cứ nói đâu có sai. Ảnh rất là đỏ nha các bạn. Thì đây tiếp tục là một pha 555. Bây giờ thì cú sẽ sử dụng một pha ném bét và sau đó thì mình chắc là mình sẽ băng và bay lên nha mọi người. Mình sẽ bay sang cái cây phía sau ấy, tuy nhiên thì không biết là có gốc để bay sang cái cây phía sau hay không nữa đây. Ok, có gốc ngược đây mà không biết có vướng hay không á các bạn ơi. À được nha. Bây giờ là để xem là có bò được. À được luôn các bạn ơi, ngon lành. Bây giờ cú sẽ tung ra một pha cộng 2x3 50% sát thương, kèm với đó là skill khóa di chuyển. Bây giờ là chúng ta may mắn được chạy ngọc thần báo rồi kìa các bạn. Mới thấy đỏ đỏ được xíu à. Tiếp tục là chúng ta sẽ ném skill bet. Hy vọng là ảnh sẽ bị phong ấn luôn các bạn ơi. Xuyên giáp 49.000 máu. À vậy là chứng tỏ xuyên giáp của chúng ta vẫn còn tác dụng nha anh em. Đấy, ổng lại chạy ngọc thần báo nữa kìa mọi người. Ngọc của lão Táo y như là cái kiểu mà người của Vinagame ấy, cứ chạy liên tục mà chạy kép kép không à các bạn, chạy rất là hợp lý luôn ấy. Ok, thì bây giờ là chúng ta rốt cuộc cũng đã có cơ hội để hạ anh ấy ha. Thì các bạn có thấy ứa gan không? Hồi nãy cú cần những cái pha bao bạo kích như thế này thì nó lại không ra. Mà bây giờ đối thủ của chúng ta bị thất thế, còn một xíu máu thì bao lại chạy bạo kích. Đúng là cay thì các bạn, siêu cay luôn ấy. Đầu tuần thì hiện tại là nó hạ chúng ta xuống gà 12 nha các bạn. Tiếp tục là lão Táo. Ok, vẫn là những pha sáp lá cà rất là quen thuộc nha các bạn. Lại là thần báo, ngọc của ổng tốt phết luôn ấy mọi người. Phải thật sự nói là rất là cay nha các bạn. Siêu cay luôn ấy. 32.000 máu cho pha ném bét. Bây giờ thì cú sẽ bay sau lưng nha mọi người. Và cú cũng sẽ sử dụng một pha cộng 2x3x50% sát thương. Thường thường thì cảnh này chúng ta sẽ sử dụng là cộng 2x55 thôi. Tuy nhiên thì nếu đối thủ sử dụng pha đó thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng lại nha các bạn. Cú sẽ sử dụng một băng để duy trì, để kéo cái skill khóa di chuyển ấy. Làm sao cho ổng gơi xuống tạo độ khó mọi người. Xuyên giáp vào thần báo. Ôi toan, chết rồi các bạn ơi, mang mát pha đào rồi. Ôi rồi ôi, thôi, kiểu này là ăn phốt sập mặt nha. Các bạn đợi cứu một tí xíu ra để xem tìm là chat riêng được hay không để nói chứ các bạn. Chứ nếu không lại mang mát chơi đào như thế thì toan ấy mọi người. Đâu rồi nhờ?
Đây các bạn, ảnh top 8. Nhưng mà ở đây thì đâu có chỗ nào để chat mật nhờ. Thôi hỏng rồi. Nói chung là nếu như mà có lỡ mà bị post thì cũng mong là anh em xem cái video này nhé. Thật sự là mình muốn là đưa ảnh vào cái vị trí khó khó thôi, chứ cũng không muốn là đào ổng chết ở trận đó đâu nha trời. Không có mang mát chơi đào nha mọi người. Ok, thì bây giờ chúng ta tiếp tục là gặp Apollo. Apollo thì có vẻ như là chúng ta sẽ bị nhẹ nhàng hơn là anh Táo. Tại vì Apollo thì Cú cũng gặp nhiều rồi, Cú cảm giác thì bắn với Apollo thì chúng ta có khả năng win cao hơn. Rồi ok, ở cảnh này thì thường thường là Cú chỉ sử dụng là cộng 2 và 5 năm thôi. Ít khi nào mà Cú sử dụng 2, 3 và 50% sát thương lắm các bạn ơi. Tại vì 2, 3 và 50% sát thương thì nó cũng giống như là cái pha đào ở quần đùi ấy. Như cái pha hồi nãy của Cú ấy, Cú tính là canh mí cho ảnh bị sụp đầu thôi, nhưng mà không ngờ là nó lại kết thúc ảnh luôn. Ok, bây giờ là chúng ta sẽ full dam và skill khóa di chuyển của bé Thu hết các bạn. Thì đây là một pha bắn chuẩn xác, tuy nhiên thì khá là chuẩn, thành ra là không có tạo được độ khó cho Apollo. Bạn ấy vẫn có gốc để bem chúng ta nha. À, kỳ này thì bạn ấy sử dụng pha băng chứ không phải là pha đam. Thì đó cũng là một pha thông minh, tại vì nếu như các bạn ném chay thì chưa chắc các bạn có tên. Nếu không có tên thì các bạn lại tiếp tục bị ăn một cái pha ném skill bet thì rất là đau. Nếu như mà Cú có cơ hội thì Cú cũng sẽ chơi theo kiểu như vậy ha. Rồi ok, bây giờ thì bạn ấy cũng trả cho chúng ta một pha full dam và kèm với đó là skill của bé Thu. Thì đây là một pha bắn khá là hay, Cú đánh giá khá là cao. Và bây giờ cũng đã bị phong ấn rồi các bạn ơi. Cay nhờ, sao chúng ta có vẻ như là chúng ta đen phết nhờ. Ôi trời, bắn đối thủ lọt hố luôn kìa mọi người. Thấy không, tiếp tục. Ui, xuyên giáp. À, 26.000 máu. Rồi tiếp tục là một pha ném bét. Bây giờ thì chắc là bạn ấy sẽ bâu luôn rồi. Thì không hy vọng là hạt nhân hay là rít nhiều nha các bạn ơi. Ui, rất may mắn cho Cú là không có một pha rít nào xảy ra nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ 5 năm để lấy tên nha các bạn. Xuyên giáp và hạt nhân. Ủa dồi ôi, rít 206.000 máu các bạn. Nếu như mà pha đó không rít thì các bạn cứ tưởng tượng đi, chắc là Apollo sẽ thịt chúng ta một cách rất là ngon luôn ấy. Hiện tại là cũng không thấy ảnh loa gì để mà giải thích luôn các bạn ơi. Thôi thì chúng ta sẽ chơi tiếp. Thì nói chung là anh em gặp nhau thì cũng khá là nhiều ở giải siêu cấp, rồi ở những cái sảnh đấu đồ hết mọi người. Thì nói chung là chắc anh cũng biết mà, mình không có cố ý đào đâu. Tại vì thật sự đi giải siêu cấp thì chủ yếu là giao lưu vui vẻ thôi, chứ còn thắng hay thua thì thật sự đối với Cú thì nó không quá quan trọng nha anh em. Tại vì ngày nào mình cũng đi mà các bạn, cho nên là một trận win hay là một trận thua thì nó rất là bình thường. Chủ yếu là bem nhau rồi chiến thuật rồi chạy ngọc rít này kia thì nó sẽ vui. Tiếp tục là Apollo. Kỳ này thì Cú sẽ sử dụng góc 65 để tung ra một pha cộng 2 x 3 và 50% sát thương nha các bạn. Nhém một chút là miss rồi mọi người. Thì bây giờ là pha full dam này để xem là chuẩn xác hay không nha. Kèm với đó là cả ngọc liên kích luôn các bạn. Đối thủ của chúng ta là chạy miễn kháng, thành ra là ôm hết luôn cả cái pha dam luôn rồi anh em. Kèm với đó là phong ấn nữa. Nhủi đầu rồi. Tuy nhiên thì một pha lùng sục khá là hay, nhém một tí xíu là bể đầu rồi hết các bạn. Liên kích kìa. Ok, bây giờ thì Cú sẽ sử dụng siêu cao để sử dụng một pha ném skill bé Thu hết các bạn. Bạo kích. Dư thừa nhờ, phải liên kích thì nó ngon hơn ấy các bạn. Ui rồi ôi. Hiện tại thì Apollo cũng đã mất đi nửa cây máu của nhân vật và kèm với đó là hết cây máu của bé Thu rồi nha các bạn. Để xem là bạn ấy sẽ xử lý như thế nào. Thì tiếp tục là một pha băng và sau đó thì bay sang thì chắc là sẽ sử dụng skill khóa gốc ấy. Ôi trời, ai gọi mình thế nhờ, ai nhả máy ấy. Rồi để xem là xử lý như thế nào. Liên kích luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, không biết là đừng có gió. Ôi trời ơi, gió ngược nữa các bạn. Không biết là đủ hay không nữa đây các bạn ơi. Liên kích và cả hạt nhân nha. Thì đây là một pha ném chay. Wow,
Rất may mắn cho cú là nhờ có hạt nhân và vẫn đủ đất để nổ được hai tia hết các bạn. Xuyên giáp, ui 23.000 mẫu. Hên là xuyên giáp của bạn ấy không có tác dụng đối với mình ấy, chứ nếu như không là xuyên giáp là coi như là toang rồi. Ồ trời, gà thế nhờ, cú gà phết các bạn. Đừng có rít nha trời, đừng có bạo kích hay rít nha. Ok, rất hên luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ ném bét và sau đó thì chúng ta sẽ bâu hết mọi người. À chết luôn rồi, con bét chém chết luôn các bạn. 28.000 máu và sau đó thì con hun nó xả 1.300 máu nữa, bay màu luôn. Bây giờ thì tiếp tục là gặp bạn này đây. Vẫn là combo rồng và Kara. Thì với combo này thì cú sẽ sợ những cái pha bâu của bạn ấy như là bạo kích và cả hạt nhân ấy mọi người. Thì nó sẽ rất là đau nha, vậy kể cả xuyên giáp luôn. Tại vì bạn ấy bút full công mà mọi người. Gầu ghê. Tuy nhiên thì ok, chúng ta cứ chơi theo một cách thoải mái đi các bạn ơi. Tiếp tục cú sẽ quăng ra một pha băng tiếp và sau đó thì mình sẽ đưa bạn ấy xuống vị trí bên dưới để tạo ra độ khó nha anh em. Đây hình như là liên kích. À liên kích các bạn ơi, không có rít full là liên kích rồi. Hồi máu ghê nhờ. Mình bắn được có 700 mà bạn ấy hồi hết 600 rồi mọi người. Thì đây là một pha nhân 3 hạt nhân. Ủa các bạn sao lại có tên nhờ? Đáng lẽ là bạn ấy chạy hạt nhân thì bạn ấy sẽ mất tên luôn pha đó chứ ta. Thì bây giờ là tiếp tục một pha băng nha anh em. Rồi bây giờ là bò lại gần. Và sau đó là sử dụng một pha cộng 2 nhân 350% sát thương. Thì không có cái gì xảy ra cho nên là với lượng sát thương thì cũng khá là bình thường. 700 và rít hơn 3k thôi các bạn. Bây giờ thì chúng ta đang bị phong ấn rồi các bạn ơi. Xui rồi. Ôi trời ơi, hạt nhân. À tiếp tục quăng cục băng. À tại băng quăng mít luôn các bạn. Ảo ma thế nhờ. Ok thì cú sau một pha ném skill bét thì cây máu của bạn ấy cũng đã giật hẳn ha. Và bây giờ bạn ấy cũng tung ra một pha bâu. Ôi trời ơi, đừng có hạt nhân bạo kích nha. Rồi xong. Bạo kích và xuyên giáp các bạn ơi, 19.000 máu cho một tia thì làm sao mà cú sống nổi anh em. Tuy là chúng ta còn full cây máu luôn, nhưng mà với cái lượng sát thương gây ra quá khủng khiếp luôn thì không thể nào mà chúng ta có thể sống được ở cái pha đó. Khá là cay nhờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái trận đấu phía sau hết mọi người. Thì hôm nay là nói chung là giao thừa thì chắc chắn là mình cũng sẽ thức khuya. Tại vì bình thường thì mình đã thức khuya rồi. Hôm nay thì để xem ngày mai là có móc nạp gì hay không. Thì nói chung là cũng có nhiều anh em đã ban sẵn để mở hàng cho mình rồi. Thì đó cũng là một trong những thứ mà mình rất là cảm ơn anh em suốt trong thời gian qua đã ủng hộ cú ha. Và đã mở hàng thì nói chung là tới tháng 4, tháng 4 ngày Tây á, là tròn mình đã làm giao dịch viên được 3 năm. Thì nói chung là mình duy trì cũng gần 3 năm và số lượng khách rồi số lượng anh em ủng hộ mình thì cũng còn đủ để trang trải thì cũng là rất là vui rồi. Không có, ít nhất thì cũng không bị xảy ra một cái sự cố như là lừa đảo hay là này kia của bất kỳ ai. Thì đó là một trong những cái mà cú rất là tự tin về bản thân mình trong suốt thời gian mình làm cái công việc này ha. Thì vẫn mong là những anh em quen thuộc thì ủng hộ mình thì vẫn ủng hộ mình. Còn những anh em mới mà nếu như mà có xem qua kênh của cú hoặc là được những người khác giới thiệu á, các bạn ủng hộ cú thì với những cái lần đầu tiên thì mong là mọi người tra số điện thoại và call video đồ chuẩn xác để tránh tình trạng là các bạn gặp giả mạo thì lại buồn thôi nhé mọi người. Thì nói chung là cảm ơn tất cả các bạn rất rất nhiều luôn. Thì cú thì vẫn xuất thân là một người làm giao dịch viên mua bán giao dịch trung gian thôi. Còn về kênh á thì nó cũng đã tròn gần 2 năm mình làm kênh rồi. Lúc mình mở ra á thì trong lúc đó mình làm giao dịch viên mà mình mở kênh chủ yếu là để ghi lại những cái khoảnh khắc mà mình đua top cho ông khách đầu tiên. Tuy nhiên thì được các bạn đăng ký và ủng hộ một ngày một nhiều. Và hiện tại là cũng đã gần 4.000 người đăng ký kênh của mình rồi. Thì cũng khá là ok á, với một cái gọi là may mắn tự đến như thế á. Thì mình sẵn đây mình làm luôn những cái video kỷ niệm vui vẻ cho nên là không có quan trọng về cái nick là phải VIP Pro thì mình mới quay hay là cần nhiều lượt xem này kia các kiểu. Đương nhiên nếu càng nhiều lượt xem thì càng vui, còn nếu không thì cũng vẫn bình thường với mục đích là kỷ niệm và giao lưu thôi ha mọi người.
Ôi dồi ôi, bây giờ thì gặp một bạn 56, bạn ấy cũng khá là trâu. Hồi nãy cú bò lại cú định chơi đào ấy, nhưng mà thôi, cú quyết định chơi đam luôn. Nếu như mà bạn ấy chơi đào thì chúng ta sẽ chơi đào ở trận sau. Nếu như mà gặp lại, thôi toang rồi, mọi người bị phong ấn rồi. Cho nên là lúc nào thì mình cũng kiểu như là thích làm video để up mỗi ngày ấy mọi người. Tuy là lượt xem thì nó lèo tèo và cái nội dung thì không có gì thay đổi, đa số chỉ là bắn rồi này kia, lâu lâu thì show hay là này kia các kiểu thôi. Nhưng mà đối với cú thì cái đó là cú cảm thấy là nó hợp với mình nhất, tại vì mình bắn cũng được. Chứ còn mà show nick hay là lên này kia thì thật sự là để anh em bỏ tiền ra thì tự anh em trải nghiệm thì nó sẽ vui cho anh em hơn. Chứ cái gì mình cũng dành làm hết thì toang nha mọi người. Cái đó là thật sự là phải xin phép các bạn. Khi mà các bạn cho phép mình up, mình vô cái nick đó để up nhẫn hay là up này kia lên thì mình sẽ vào để up. Còn nếu không thì cứ để anh em tự cài và tự nạp tiền thì anh em sẽ tự trải nghiệm. Bởi vì những cái đó là những cái vui nhất ở trong cái Gunny này, thì tốt nhất là không có nên dành đối với anh em ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại tiếp tục với trận đấu thôi các bạn ơi. Thì tối nay chắc là Tú sẽ up một cái video là nện 800 cái bình ma nha mọi người. Tuy là không có được 1000 bình như những cái nick 70 kia, nhưng mà cái nick 70 mà cú vừa thu và show hôm qua cho các bạn xem ở cụm 550 đấy, thì hiện tại là cái chạy cú đã bán rồi và cái nick vẫn còn. Nếu như anh em nào mua thì cứ liên hệ với cú ha. Về giá thành thì nói chung là nó cũng không quá cao đâu anh em, level 70 khá là đẹp. Thì anh em cũng có thể tham khảo lại cái video ngày hôm qua, gọi là sang Zalo mình sẽ tư vấn và cho anh em tham khảo dễ dàng hơn ha. Thì cú sẽ thử đập 800 bình ma xem là nó sẽ tổng hợp được những cái món quà gì nha mọi người. Tại vì đây cũng là một trong những cái mà cú muốn làm khá là lâu rồi. Nhưng mà những cái nick 70 mà cú đang ké như nick Boyka hay là nick 2021 hay là kể cả những cái nick kè thuê á, thì nói chung là nó đều có trên 1000 bình ma hết. Nhưng mà những anh em kiểu như là biết là đập ra thì cũng không có sử dụng được cái gì ở trong đó. Với lại cái thứ hai nữa là để như vậy nhìn cho nó đẹp, cho nó sang ấy mọi người. Đợi cái sự kiện mà con gà nó cho mà sử dụng 1000 cái bình ma thì chắc cũng tới già luôn. Cú thấy là có 40 bình không à. Cho nên là cú hạ quyết tâm cuối năm thì chúng ta chơi lớn một cái, ngồi đập rồi mình xóa rác thôi. Thời gian rảnh làm gì mọi người. Ván này thì chúng ta gặp bé Ly nha các bạn. Wow, bây giờ thì chị ấy bay lên trên vị trí cái cây ở trên và tiếp tục tung ra một pha băng. Wow. Thì đây là một pha băng mid nha mọi người. Thì cú sẽ sử dụng bia bơm và băng để băng, và sau đó thì mình sẽ bay lên trên để sử dụng một pha khóa di chuyển và đưa tạo độ khó cho bé Ly một tí xíu. Hên ghê ấy mọi người, hên là băng mid chứ nếu không là bị bem xẹp đầu ở dưới luôn rồi. Rồi ok, bây giờ thì cú sẽ tung thêm một cục băng và sau mình sẵn đây thì mình sẽ lấy góc sẵn luôn ha mọi người. Rồi. Ôi toàn, hình như là ở vị trí đó thì vẫn có góc tố vào đít mình nha. Ôi rồi đúng như cú nói luôn, tại vì cây búa cái góc của nó ghê lắm mọi người. Góc của nó rất là thoáng và thoải mái luôn ấy. Ôi trời ơi, xiên giáp. Phong ấn luôn rồi anh em. Ok, bây giờ thì mình sẽ ném chay. Liên kích và cả bạo kích luôn các bạn. Wow, một cái pha ném chay đáng đồng tiền nhờ. Bạo kích. Ok, cứ sẽ bắn cho bị sụm nụ xuống nha. Ôi trời ơi, miễn kháng toan thế nhờ. Bây giờ thì bé Ly tung ra cho mình một pha là full dam kèm với đó là khóa di chuyển nha các bạn. Ủa rồi liên tục là hai pha rít ở pha full dam và tiếp tục đó là ngọc thần báu. Thì bây giờ là bạn bé Ly, à chị Ly tiếp tục tung ra một pha full cộng 250% sát thương và bao đây là pha thần báu. Thì chắc chắn là chúng ta có 3 turn nha anh em. Cho nên là pha đầu tiên thì chắc là cú sẽ phá cái lớp đất nhỏ, và pha thứ hai thì cú sẽ sử dụng cái skill ném bét và sau đó thì mình sẽ bâu. Thì đó là cái lý tưởng của mình, hy vọng là sẽ không bị chạy thần báo và cũng không bị chạy hạt nhân nha các bạn. Thôi sao bả đơ luôn rồi nhờ. Ơ sao mà xuống sát mình một cái xong rồi đơ luôn rồi mọi người.
Toan nhờ vào đi để tôi trả 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 đam đây. Rồi, cái này là cú phải dừng lại á mọi người, hồi nãy cú đợi cả phút luôn ấy. Ok, bây giờ là cú sẽ ném chai. Rồi sau đó thì cú sẽ ném bet. Không biết là có turn hay không, ở đây cú nghĩ có mà, tại vì chị ấy bao thần báu đồ dữ dằn lắm. Rồi ok, thì đây là một pha full đam vào bao. Ôi toan à, hạt nhân và liên kích hỏng rồi các bạn ơi. Ôi dồi ôi, gích mình 45k. Chết chùm nha, đây là một pha chết chùm. Khá là đáng tiếc luôn ấy mọi người, thiệt tình chứ tự nhiên nó nổ hạt nhân chi nhờ. Bây giờ thì cú sẽ mua thêm một lượt để đi xem là có ăn hành hay không. Đang rất là máu nha mọi người. Ok, bây giờ thì gặp ít hắc bơ. Wow, Kara và cả rắn luôn kìa mọi người. Cái combo này cú rất là sợ khi mà nó chạy bạo kích với lại hạt nhân, giống như khi nãy mà chúng ta bị ăn nha mọi người. Rất là đau luôn ấy thật sự. Đây đúng cái vị trí khi nãy luôn nè các bạn. Không biết là nó có lặp lại với xe đổ hay không nữa đây. Thì ok, bây giờ là cú sẽ tiếp tục sử dụng một băng và sau đó chắc chắn là full dam và cả skill của Bethu rồi. Rồi ok, hú hồn, tính đâu nó vướng cái miếng đất đó rồi chứ mọi người. Thần bảo luôn các bạn. Đỏ đỏ rồi đấy, bắt đầu chúng ta thấy là đỏ đỏ lên cho em nhỏ nó mừng rồi đấy. Thì bây giờ là ném bet 22.900 máu và bây giờ thì đối thủ của chúng ta cũng đã bị phong ấn nha. Thì sau hai lượt bỏ tên thì bạn ấy vẫn có cái tên thứ ba và tiếp tục tung ra pha băng. Thì các bạn cùng niệm thần chú cho chúng ta không bị ăn pha bạo kích và cả hạt nhân đi các bạn ơi. Đang rất là lo luôn ấy thật sự khi mà gặp đối thủ sử dụng Kara và cả bét rắn á. Thì đó là một trong những cái combo mà khi tung ra pha bow thì đã khá là lo lắng. Wow, thì bây giờ cũng đã bật cái skill trừ sát thương rồi hả các bạn. Tiếp tục là cả ngọc thần báo luôn mới đau. Rất may mắn cho cú là không có một pha rig nào xảy ra nha mọi người. Ui, bạo kích luôn các bạn, hên thật, ném bét bạo kích chứ phải mà cái pha bow khi nãy mà chạy bạo kích thì coi như là chúng ta toang rồi. Bây giờ là chúng ta đã bị phong ấn và kèm với đó là khóa di chuyển luôn rồi các bạn ơi, không có bò được nha. Ok, liên kích nữa kìa. Rồi cú sẽ sử dụng một pha ném skill bét nha các bạn. Ở đây thì cú sẽ sử dụng pha skill ném bét siêu cao để chuẩn xác hơn. Trúng hay không hay là miết nữa đây. Ok, 21.000 máu. Rất may mắn cho bạn ấy khi mà bạn ấy chạy miễn thương nha mọi người. Bây giờ là bạn ấy đã bò sang một cái vị trí mỏng hơn. Rất là thông minh luôn. Với cái pha bao búa này thì bắt buộc là cú phải bao chuẩn xác ấy, chứ nếu như không là chúng ta sẽ bị thua ấy. Tuy nhiên thì chắc là cú sẽ không bao nha mọi người. Cú sẽ chơi cái pha là nhân 3 và 5 năm, kèm với đó là skill khóa di chuyển của Bethu. Xuyên giáp các bạn ơi. Wow, rig 32.000 máu thì cũng đã kết thúc luôn bạn.